Chào mừng các em đã đến với lớp học trực tuyến của cô ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ viết một đoạn trong bài chính tả Hội đua voi ở Tây Nguyên. Các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc đoạn viết nhé. Hội đua voi ở Tây Nguyên. Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay, bụi cuốn mù mịt. Các chàng man gáp phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về chúng đích. Theo Lê Tấn. Bây giờ chúng mình cùng đi tìm hiểu nội dung của bài đọc nha. Câu hỏi thứ nhất. Cuộc đua diễn ra như thế nào? Trả lời. Chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Cái dáng chậm chạp không còn, cả bầy hăng máu phóng như bay. Tiếp tục. Câu hỏi thứ hai. Những chữ nào trong bài được viết hoa? Những chữ viết hoa là những chữ đầu câu các con ạ. Và những chữ đằng sau dấu chấm. Và những chữ là danh từ riêng. Chữ đến là chữ đầu câu, chữ hội, chữ đầu câu. Chữ đằng sau dấu chấm là chữ cái, chữ bụi, chữ cả, chữ cát. Và danh từ riêng là Tây Nguyên và tên tác giả là Lê Tấn. Bây giờ các bạn hãy đọc thầm lại bài viết và tìm những từ khó viết và chúng ta sẽ viết lại trong vở nháp. Ngoài những từ các bạn đã tìm và viết trong vở nháp thì các bạn cần phải lưu ý những từ sau đây. Các bạn phải chú ý những từ sau đây. Từ lầm lì. Tiếng lầm âm l đứng trước và âm đứng sau. Thanh huyền trên đầu, âm ớ. Lầm lì. Từ bỗng dưng. Tiếng bỗng âm bờ đứng trước, vần ông đứng sau, thanh ngã trên đầu âm ô. Tiếng man gát. Lưu ý cho cô, tiếng man là vần an, tiếng gát là vần át. Giữa tiếng man và tiếng gát chúng ta phải có dấu gạch nối. Tiếng cuối cùng là tiếng khéo léo. Lưu ý cho cô, tiếng khéo là âm khờ, vần eo và thanh sắc ở trên đầu âm e. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại những từ này nha. Lầm lì, bỗng dưng, man gáp, khéo léo. Bây giờ các con sẽ viết chính tả nha. Trước khi viết chính tả thì cô nhắc các bạn tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25-30cm. Hai chân để song song thoải mái. Rồi các con xong chưa? Các con sẽ viết cho cô chính tả nghe viết. Xuống dòng. Lù dơ ba ô viết hội đua voi ở Tây Nguyên. Rồi xuống dòng. Các con sẽ gạch ngang ba ô, gạch xuống cho cô 10 ô để chừa lỗi. Rồi bây giờ đầu dòng thì các con sẽ lùi vô 2 ô nha. Bắt đầu chúng ta viết nha. Đến giờ xuất phát, phải chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Chấm. Đến giờ xuất phát, phải. Đến giờ xuất phát, phải. Chiêng trống nổi lên. Chiêng trống nổi lên.
thì cả 10 con voi. Thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Lao đầu chạy. Chấm. Cái dáng lầm lì phải chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cái dáng lầm lì phải chậm chạp. Chậm chạp thường ngày. Thường ngày bỗng dưng biến mất. Bỗng dưng biến mất. Chấm. Cả bầy hăng máu phóng như bay. Cả bầy hăng máu phóng như bay. Hăng máu phóng như bay. Chấm. Bụi cuốn mù mịt. Bụi cuốn mù mịt. Chấm. Các chàng man ghép phải rất gan dạ và khéo léo. Các chàng man ghép. Các chàng man ghép phải rất gan dạ. Phải rất gan dạ. Và khéo léo. Và khéo léo. Điều khiển cho voi về trúng đích. Điều khiển cho voi về trúng đích. Cho voi về trúng đích. Chấm hết. Xuống dòng lùi vô 6 ô. Viết tên tác giả. Theo Lê Tấn. Theo Lê Tấn. Bây giờ các con nghe cô đọc lại bài và mình sẽ cùng soát lỗi chính tả nha. Hội đua voi ở Tây Nguyên đến giờ xuất phát phải chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Chấm. Cái dáng lầm lì chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Chấm. Cả bầy hăng máu phóng như bay. Chấm. Bụi cuốn mù mịt. Chấm. Các chàng man gác phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Chấm hết. Theo Lê Tấn. Các con sẽ dò bài của mình và cái lỗ nào sai thì mình sẽ dùng bút chì gạch trên cái lỗ đó. Cuối giờ thì các con sẽ viết lại cái lỗ sai đó, mỗi lỗ là một dòng cho cô và vợ nháp nha. Bây giờ mình tiếp tục sang phần bài tập. Điền vào chỗ trống, chờ hay chờ. Góc sân nho nhỏ mới xây, chiều chiều em đứng nơi này em ba chấm. Thấy trời xanh biếc mênh mông, cánh cò ba chấm ba chấm. Trên sông Kinh Thầy, Trần Đăng Khoa. Nhiệm vụ của các con là sẽ điền âm chờ hay là âm trờ vào chỗ ba chấm này. Bây giờ các bạn cùng làm bài trong vòng 1 phút nha. Cô và các con cùng sửa bài tập nha. Góc sân nho nhỏ mới xây, chiều chiều em đứng nơi này em trông. Thấy trời xanh biếc mênh mông, cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy, Trần Đăng Khoa. Cô sẽ cho các bạn xem dòng sông Kinh Thầy.
Đây là sông Kinh Thầy nè các bạn. Trải qua những năm tháng lịch sử, biết bao thế hệ đã lớn lên và trưởng thành. Nhưng sông Kinh Thầy, con sông anh dũng một thời lịch sử vẫn nhẹ nhàng trôi, mang về những lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho hạt gạo làng ta dẻo thơm ra đời. Chào tạm biệt, chúc các bạn chăm ngoan học tốt. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học lần sau nhé.